Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em hôm nay. Chào cả Thì nhà nha, mình là Quang Vlog á mọi người ơi. Quang Vlog. Thì Quang hôm nay em đi Vlog đi vô tới đây thì em đã nhìn lên trên kia chỗ này nè mọi người. Tại đây lại đó cũng phải 20 mét 500 nổ quá, giang hồ đập chết bây giờ. Thì em thấy trong này có một ổ này mọi người, mà không biết là người ta đã bắt hay chưa thì em không biết. Tại vì em thấy nó vô ra ở cái chỗ này nè, rất là mạnh. Thì em lên đó em coi thử có còn nguyên không nha mọi người. Mà không biết là ông ruồi hay là ông bụng nữa. Thì lên tới đó rồi em quay cho cả nhà xem. Có dấu càng vô rồi, bắt rồi. Ổ này ổ gắt tàn chắc rồi. Đúng không? nó rồi Ổ gắt tàn cái gì nữa mà. mấy mát trên kia kìa, Nằm đâu trong đây nè? mé này là ba Ở bên kia kìa. cái đường đi nữa. Thì còn cái nệt rồi. Đây này, ổ ong nằm cái bên đây này. Thử lử đây, nằm đây nè. Biết có mệt không chứ nằm đây này. Đây là cắt chưa? Thấy chắc rồi đó, ổ Đây ong là đó. nó cắt chưa? Chưa. À, còn mà. Thấy còn. Cục này cũng rất là già rồi mà cũng lép cái. Ây da. Quan trọng có mạch không đấy Sao không chứ. có quay phim vậy? Mở máy chưa? Nó chớp chưa? Nó chớp đỏ chưa? Có. Già lắm rồi. Già quá già rồi. Thổi thổi theo theo coi, ít nhiều nó cũng có. Hôm qua anh bắt Mặt có đầy nè, không có gì. hả? Mặt đầy luôn. À, đồ một xị mẹ rồi. Lấy tiền xăng rồi. Xị hay gì rưỡi? Xị thôi nha. Không biết. Mà nó già ghê ha. Già của đế luôn mà. Tao nói ông khu này ít người đi nó mới già vậy á. Không có mạch người ta mới không đi chứ. Phải đâu, do trước nó chưa cháy lại đây, nó càng nổi. Đó, nó ăn bông ở dưới đó, nó bay lên đây không chứ đâu mà. Đâu, nó bay lên 6 ổ quá. Vậy là nó bay lên 6 ổ của anh đó hả? Ồ nè, không có được một xị đâu anh Quang ơi. Ông bữa nay có mật là ngon lắm rồi. Như vậy là mật ngon rồi. Nói chung là được 70-80% đó. Ồ này khoảng chừng 70. 70 á. Tại vì mà anh nghĩ nó còn cái quần đùi gì nữa đây đâu mà kêu nó làm mật cho nhiều. Bây giờ nó sắp đi rồi Nó mà. sắp đi rồi mà. Thứ nhất á, là ông Nè. con nó già, thứ hai nữa là cái ổ ông con nở hết, thứ hai nữa là do cái đám này cháy nè. Đúng rồi, già quá già rồi. Cục Cháy mật này cũng được nửa sĩ á, tại vì già quá rồi, bỏ đây mấy bữa nữa là nó ăn nó nở hết nó đi cả có nhà, 2 bữa đâu. xíu nó đi luôn á. Ôi may mắn quá cả nhà, sáng sớm vô mở hàng chưa có để xe cách xe, trời ơi nó được được một ổ. Nào, bây giờ em sẽ vô cắt xe rồi đi kiếm tiếp cả nhà ơi. Gặp ông em quay tiếp cho cả nhà xem nha. Vừa bắt cái ổ hồi nãy chỗ mà là đó cả nhà, là nó nằm ở đây nè, nó nằm kế bên đây luôn nè. Thì em ăn cơm xong rồi giờ em đi mấy bước thì em thấy đây có ổ này. À, nó lủi vô cái hướng này nè. Đó, nó bay vô đây nè. Ong ở đây nó bị cháy đó cả nhà, bây giờ nó lờn khói luôn rồi, mình thổi khói cho nó không có sợ.
mật gì trời. Có mật nhưng mà nó yếu quá trời, cái kèo ổ tơ mà sao mật dở dữ ta. Cục mật lù ghê luôn mà. Đây là quái ghê chứ. Đây cứng ghê đó. À có mật cái nhờ. Ui, mật đẹp quá chứ. Ui ui nó đóng vô cái kèo. Mật cũng đầy nè cả nhà, mật cũng đầy nhưng mà trên này nó nè mật nè. Tàn này thì giờ bỏ cái nhà nó bị bể rồi, nó dập mép rồi. Nó cũng hơi hơi bức chừng xíu, nói chung là do cháy. Kèo cái kèo này thì tổ bố luôn cả nhà. Nhưng mà ổ ong này cũng được. Mật mùa này vậy là ok rồi. Còn hôm qua hôm kia vậy em. Hôm qua em đi là nó ong quải lắm cả nhà ơi. Hôm qua em đi là em bắt ổ bự bự không mà nó không có mật gì hết á. Rồi sáng nay được thêm một tổ nữa rồi. Dắt vô và tiếp tục đi thôi cả nhà. Vào cái lùm này em thấy có một ổ nữa này mọi người. Ổ này thì nhỏ nhưng mà cũng mới về. Ong mà riết mà khói mà thổi nó không có phản ứng gì luôn à. Cái cây này là cây gì đó không biết nữa. Gai không à. Cũng mật cũng có này mọi người, nhưng mà nó không có gọi là nó sung quá. Có mật chứ không phải là không có, nhưng mà nó cũng không có được sung cho lắm. Ong này ra tết nó mới sung. Giờ trong tết thì chỉ có vậy thôi. À, được thêm một tổ nữa, nhắc vô rồi tiếp tục đi kiếm thôi cả nhà.
bây giờ mà nó có mật là ngon lắm. Mà còn hôm qua em đi hả, không có mật cả nhà ơi. Ong thì nhiều nhưng mà không có mật. Tiếp tục thôi cả nhà. Nãy giờ em đi trên đồi cả nhà. Ong thì em gặp ổ cũng được được không á nè. Mật nó cũng hơi yếu á cả nhà. Nên giờ em chạy xuống dưới đồng bằng với chỗ mấy đống điều á. Điều ở bên đây nè. Đó. Rồi cặp theo cái hồ này em thấy có một ổ nè. Mà không biết là mật nó có ngon hơn ở trên trên đó hay không, nó nằm ở trong đâu trong đây nè. Đây nè. Cặp cái bìa hồ này có ổ. Ổ tơ mật đẹp quá cả nhà. Mật mật này ok nè. Nói chung là nó ok hơn ở trên đồi, tại vì trên trên đồi là ong nhiều lắm. Em thấy ong là em gặp liên tiếp 2-3 ổ đó luôn á. Mật nó cũng hơi yếu yếu, còn xuống đây thì mật cũng được được hơn nè mọi người, không có ké. Ở dưới này thì nó lại là có mật nhưng mà mật đẹp hơn nhưng mà nó lại không có nù. Ở trên đồi thì ổ nào ổ này là nù nù rồi, nhìn nó nù nù nhưng mà ổ này thì nó không có nù nè, ở dưới này không nù. Thôi kệ nha mọi người, ráng kiếm. Có mật là ngon rồi. Tiếp đây em thấy có ổ nữa nè mọi người. Nó cách nhau có một khúc thôi mà nó ở chỗ trên kia thì nó nù mà đây không nù. Mật thì khá là đẹp. Nó cách nhau một khúc rồi cả nhà. Mà sao nó trên đồi thì nó nù, hay là cũng không hiểu nữa. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại thì có mật là ngon rồi cả nhà. Em cạo sơ thôi, rồi hồi nữa em cạo sạch sẽ rồi dấu bọc. Giờ cứ dứt chắc tạm thời vô đây đi, gặp ổ khác rồi hồi nữa em dồn lại với nhau luôn. Tiếp tục đi thôi cả nhà. Em tới cái hố nước này nè cả nhà, em thấy có mấy con ong này, nó ăn nước ở đây, nó bay về cái hướng dưới này nè. Thì hai ổ này em bắt rồi đó, là mấy ổ mà nó nằm ở hướng đó là em bắt rồi, ba ổ. Bây giờ nó lủi từ cái chỗ này nè, nó bay thẳng vô trong cái cây bụi chuối kia kìa mọi người. Đó, bây giờ em đi qua cái bụi chuối đó coi thử nó sao nha cả nhà. Gặp em quay cho cả nhà xem. Tiếp em thấy trong cái lùm cây này có một ổ nè mọi người. Tổ này nù nè cả nhà, nù mà đẹp nữa.
mấy tổ kia nó bị sida rồi, này mặt phun tới tàn luôn cả nhà ơi, quá dữ. Ổ này già rồi, cũng già rồi chứ không phải là không già nữa. Tổ này thì hơn một nặng lắm cả nhà ơi. Để em cạo ké luôn cho cả nhà coi là cái ổ ong là lấy được nhiêu nè. Mật là như đây nè. Đó, nó chảy ra đây nè. Hôm qua đi được nhiều mà không có mật cả nhà ơi. Ong nhiều ong lắm nhưng mà nó không có mật. Nay đi gặp cũng ong nhỏ này mật đẹp nhất. Wow, đã quá cả nhà. Ngày gặp mấy ổ vậy thôi là ngon. Kiếm được một cái khu nó có mật vậy cũng khó lắm cả nhà ơi. Ok luôn. Rồi, dắt vô thôi cả nhà. Mấy cái đồi bên đó đó cả nhà, nó đẹp ghê mà em nghĩ chắc là nó cao lắm, leo không nổi đâu. Trên cái đỉnh kia có một cái đám điều trên nữa cả. Mấy cái đồi như vậy là sáng sớm mới leo nổi chứ bây giờ thì thua, giờ thì bó tay cả nhà ơi. Em biết chắc chắn là trên đó có ong đó, nhưng mà giờ leo lên đó là chỉ có nước là xỉu trên. Tới đây em gặp một ổ nhỏ này mọi người. Ở trên đây mật đẹp ghê luôn mà bữa giờ không biết mà đi rùng rùng ở đâu không, đi rùng rùng không có mật cả nhà. Cái chỗ này mật đẹp ngon thì không biết mà đi nè. Chỗ mật đẹp thì không biết đường mà đi toàn là đi khùng khùng đâu không, móm cầm cả chục ngày á. Ngày được có 1 ổ, 2 ổ. Mật già mà mật ngon ghê luôn. Rồi, bây giờ em sẽ dồn ổ này vô với cái ổ này luôn. Rồi tiếp tục đi kiếm ổ khác cả nhà. Em tới cái đám điều này cả nhà. Đám điều này cũng phải cỡ khoảng chừng 10 mẫu á. Nó rộng lắm cả nhà, nhưng mà ông là em nói là nó ăn ở trên cái bông điều này nè. Là mình ở dưới này là toàn là ông ruồi, nghe tiếng ông ruồi nó bay không á cả nhà, nó bay nó đi ăn bông á, nghe mình rõ luôn á. Ông ruồi mà nó ăn cỡ đó rồi mà không biết nó nằm cái chỗ nào. Mà tìm trong điều này thì nãy giờ em dường như là em đi cặp theo thì là nãy giờ đi mệt luôn mà không gặp ổ nào cả nhà. Sáng vô trong mấy cái đám keo được có mấy ổ này nè, giờ đi trong cái đám điều này không có ông cả nhà ơi. Em sẽ ráng em đi một hồi nữa coi thử còn có ổ nào không. Nhiều khi nó rộng quá mình tìm không có giáp á cả nhà. Có nhưng mà mình không thấy hết chứ. Nằm trong điều này mà gặp ổ nào ổ nấy là em nghĩ là chắc là bự lắm nè. Rồi bây giờ em sẽ cố gắng em kiếm nha. Em quăng cái đám này luôn. Chứ giờ đi ra khỏi cái đám này là đuối luôn á cả nhà ơi. Giờ cũng nắng nè. Giờ leo đồi thì leo không nổi nữa. Đồi thì nó nằm ở bên cái hướng kia. Nói chung là hồi nãy cũng nó nằm ở hướng bên kia. Đi thì cũng đuối lắm. Mà có anh em đi rồi. Quá mệt luôn cả nhà ơi. Ông thì mật ở đây ngon ấy. Mật ở đây là ổ đậu đấy mật cũng được lắm cả nhà. Nãy em gặp ổ đây cũng phải hơn một xì.
cỡ một xị hơn nó bè nó nù. Còn gặp mấy ổ kia thì nó hơi ốm ốm. Rồi bây giờ em sẽ đi kiếm cả nhà ơi, chừng nào gặp tiếp em quay cho cả nhà xem nha. Em đi trong cái đám điều đó nó không có ong cả nhà ơi, nó không gặp một ổ nào á. Ra đây thì em gặp một ổ nè. Là nó cũng ăn đông điều nè, sao mà mạch nó cũng không có được mạnh cho lắm. Ở trong điều đó em bảo đảm nếu mà gặp là ổ nậu nấy là bể ổ luôn á. Nãy ông ăn bắt một ổ, trời ơi mạch nó tới tàn luôn mà sao em đi không gặp một ổ nào trong điều hết á. Ổ này cũng mạch cũng tạm tạm, cứ dắt đại vô đây đi rồi nữa vô gặp ổ khác là vô. Tiếp đây ở trên cái lùm le này em thấy có một ổ nhỏ nè mọi người. Cho nó một tí thuốc đó. Ở dưới này sao tự nhiên ong nó màu vàng cũng không hiểu nữa nè. Hình như là màu vàng nó không có mật, yếu mật hay sao quá cả nhà ơi. Nó yếu mật hơn nữa. Mật thì phun mật. Mật đẹp. Ây da. Được thêm một tổ nữa cả nhà ơi. Mật bể ổ luôn, ổ tơ á. Mật ngon lắm. Vậy là cái ong này nó cũng lấy bông điều nè. Nó ở dưới đây mà nó bay múc cái kia. Làm tìm sáng giờ dưới kia không gặp. Trong điều là không có ong. Vậy là nó không đóng trong điều. Làm tìm chết luôn. Rồi, được thêm một tổ nữa. Tiếp tục đi thôi cả nhà. Em đi tới cái chỗ này nè mọi người. Chỗ này nè. Em đạp phải một ổ ong mà giờ nó cắn cho cái mặt em nó mập luôn cả nhà ơi. Đạp trúng cái ổ ong á. Tại vì giờ gió quá ngắm nghía gì được nữa. Em đi ngang qua mà vô tình dẫm vô cái cây á. Mà không biết là ổ mới về hay là là về lâu rồi em cũng không thấy, không biết nữa. Thấy nó bay ra nó dí quá trời luôn à. Nó cứ lao tới em nó cắn không à. Ổ ong tuốt đằng kia kìa. Ui da. Bây giờ em ngồi em núp một chút rồi em chờ nó gom quân rồi em vô đó em bắt cho cả nhà xem nha. Hình như là ổ nhỏ hay sao mà nó dữ lắm cả nhà ơi.
Ừ, em thấy nó cũng cũng bự á. Đây là nó nằm ở dưới cái cây này nè, em dẫm lên cái cây này nó ra nó chích cả nha. Khói nó không vô được cái ổ ong á, nó dữ lắm. Nó vẫn vỗ cánh nhưng mà nó không có gom, là nó vẫn không say nha mọi người, nó thò tay vô là nó cắn à. Ủa ông tơ. Để làm lại điếu thuốc á. Dữ quá. Nó không có gom là nó dữ. Đây cả nhà, ủa ông, ui, mặt đẹp lắm cả nhà ơi. Ủa ông tơ. Hiện tại là nó đang rất là dữ cả nhà, cho nên em phải bỏ cái tàn ở đây cho nó rồi, giọt lẹ. Đi đến nơi an toàn rồi đó. Ông tơ mặt đã ghê cả nhà, mặt bích tới nắp luôn à, tới dưới này luôn à. Trời ơi, ông này nó đi lấy bông xa ghê cả nhà. Cái đám điều đó múc bên kia mà nó vẫn lấy phấn điều nè. Hèn gì em kiếm trong điều không có đúng à. Ui mặt đã quá cả nhà ơi. Rồi được thêm một tổ nữa. Dắt vô đi tiếp thôi cả nhà, ong dữ quá. Tú trong cái lùm, trong kia có một ổ nhỏ kìa mọi người. Băng băng nhiều ghê chứ. Có tiếng ong bò vẽ. Ngon quá cả nhà, một đẹp à. Nó bè. Phấn cũng tới đây thì nó hết lấy bông điều rồi.
Được thêm một tổ nữa cả nhà ơi. Dắt vô rồi đi tiếp thôi. Em đi tới cái đám keo này nè, chàm này nè mọi người. Em nhìn lên trên ngọn này nè, có ngỗ nè. Đây nè. Cao lắm cả nhà ơi. Giờ để em leo lên đó rồi em bắt xuống rồi em quay thành quả cho cả nhà xem nha. Trời ơi. Căng quá căng luôn cả nhà. Giọt cả nhà ơi. Ui. Ui quá cả nhà. Mệt. Mặt đẹp ghê luôn cả nhà. Nếu giờ gặp thêm ổ nữa là em không có leo nữa, mệt quá. Giờ đi ra xe cả nhà. Rồi em cũng xin tạm dừng clip tại đây cả nhà ơi. Thì thành quả của em ngày hôm nay cũng gọi là may mắn nha mọi người. Khá may mắn đó. Nó ăn rất là nhiều nhưng mà kiếm được nhiêu đây cũng căng lắm cả nhà. Em đi tẹt cơ luôn rồi cả nhà ơi. Giờ đi không nổi nữa. Hồi nãy cái ổ ong mà nằm trên cây keo đó ráng bắt luôn đó, chứ mình đâu có vô lại nữa đâu. Chứ thực ra là giờ đi không nổi nữa cả nhà. Giờ dọc bẹ luôn rồi. Rồi em cũng cảm ơn mọi người đã xem video của em tới đây nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo của em nha.